Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Trời thì buồn thâu nhiều, làm vợ anh nhé, anh có luôn là người che chở mang đến cho anh sự bình yên. Yo, mưa nắng anh có luôn là người dẫn lối. Hôm qua đi ăn đâu gặp anh Kiên mà. Gặp anh Kiên á? Ừ. Ăn đâu ở đâu? Nhà chị Hà đi rồi. Ăn hết cả 500 nghìn. Mày mắc khỏe. Thằng nhà mấy anh. Mang đến cho anh sự bình yên. Mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối, dù buồn gian khó có em ở đây sẽ chia. Chẳng cần bận tâm lo lắng hay bận tâm nhiều gì. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô mổ nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì làm sẽ tiếp tục tô mổ nha các bạn. Đâm bay đến đáng đưa bông. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm móng tay, và móng tay hôm nay của mình sẽ có từ ống hút inox. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Tôi mở sau nhé. Xin chào tất cả các bạn.